Năm nay, xã Mường So tổ chức lễ hội với hai phần, phần lễ và phần hội. Trong phần lễ sẽ tiến hành nghi lễ cúng nàng Han, nghi thức cúng sơn thần thổ địa và món nước nàng Han. Phần hội tổ chức thi một số môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như đời gậy, én cái, tó má lẹ, cờ tướng, tổ chức thi văn nghệ, người đẹp Mường So, thi ẩm thực, trình diễn nghệ thuật múa xòe, trình diễn trò chơi kéo co truyền thống dân tộc Thái. Lễ hội nàng Han được tổ chức nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân mạnh khỏe, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ hội ngoài giá trị văn hóa lịch sử còn mang ý nghĩa giáo dục các thế hệ con cháu về lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, đạo lý uống nước nhớ nguồn và bảo tồn gìn giữ những nét văn hóa của địa phương. Lễ hội là nét văn hóa tâm linh trong đời sống của đồng bào dân tộc Thái Trắng ở xã Mường So nói riêng và của cả vùng Tây Bắc nói chung.